nên cố gắng tay nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhầm mà điều lấy hai người. Tình là gì của nhau, tình nhân làm bản thân của nhau. Chẳng em không cần người mà anh nắm say, từ nay sẽ không là em. Nếu như có đôi lúc em thấy cô đơn, đừng nên cố gắng cay nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhầm mà điều lấy hai người. Tình là gì của nhau, tình nhân là bản thân của nhau. Chẳng em không cần người mà anh nắm say, từ nay sẽ không là em.